Chiều ngày 2 tháng 12, ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ sáng nay trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to. Mưa lớn cộng thêm nước từ thượng nguồn vườn quốc gia Bạch Mã đổ về nhanh, gây ngập úng trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại km 867 quốc lộ 1A, đoạn qua xã Lộc Trì bị ngập sâu khoảng 200m, nên trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc, phòng cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với đội cảnh sát giao thông huyện Phú Lộc phải huy động lực lượng túc trực tại các vị trí ngập nước để phân luồng, cảnh giới và hướng dẫn giao thông, đảm bảo người dân qua khu vực này an toàn. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, thì giao thông trên quốc lộ 1A sẽ phải tạm thời dừng lưu thông qua địa bàn xã Lộc Trì. Cũng theo ông Hòa, do ảnh hưởng mưa lớn, nhiều tuyến đường và một số khu dân cư thấp trũng tại địa bàn huyện Phú Lộc bị ngập cục bộ. Nguy cơ xảy ra lũ quét ở miền núi, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông suối. Cùng ngày, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, dự báo những ngày tới, trên địa bàn Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có cảnh báo ứng phó với không khí lạnh, gió mạnh trên biển, mưa lớn diện rộng.